Xin chào tất cả quý vị anh chị em và toàn thể các bạn. Trở lại với buổi giới thiệu sản phẩm tối ngày hôm nay, chương trình audio lên sóng giới thiệu và test bán với các bác cái bộ dàn của hãng Kenwood, model nó là SV3. Bộ này thì em bán với các bác chơi với cái tính năng là chơi qua điện thoại máy tính qua jack 3.5 anh em nhá. Thì còn phần đĩa của nó thì con này thì cái dây cura đứt rồi, cho nên là em sẽ không có thời gian em tháo ra lau dọn, tháo ra thay dây khác thì thôi bán luôn các bác chơi cái điện thoại chính. Bác nào mà có nhu cầu chơi đĩa thì vui lòng bỏ qua clip này nhá. Cái bộ dàn này ấy, thì giới thiệu luôn với các bác đó là công suất của nó rất là lớn. Đấy, công suất điện lên đến 85W các bác nhá. Đấy. Nó chơi ở những phòng không gian khoảng 25m² trở lại thì đánh rất hay. Đặc biệt là cái chất âm của bộ dàn với cái tiếng này, cái chất âm của bộ dàn này thì mình chơi được các cái thể loại nhạc vàng thì cực kỳ là hay luôn. Cao và rất là sáng tiếng. Đấy. Đặc biệt là con này thì nó có cái chỉnh. Nó là có cái chỉnh chế độ bass anh em nhá. Đấy. Đây. Anh ấn cho em vào nút D bass này. Đấy, anh em có thể tăng giảm bass nhá. Tùy theo ý. Ngoài ra có chỉnh equalizer ở nút này nhá. Đây. Các chế độ equalizer khác nhau. Mình cho nó ứng âm thanh theo mình thích, cảm thấy cái nào hay mình để cái đấy nhá. Đấy. Rất nhiều các hiệu equalizer khác nhau các bác nhá. Anh em tùy chỉnh là cảm thấy mình nghe tiếng hay nhất thì anh em để ở cái đấy. Đó, đây là D bass này, tăng cường bass này. Còn cái 3D này anh em bỏ qua, 3D anh em không chỉnh nhá. Đấy, còn cái trên cùng là cái flat, là cái cân bằng. Đấy. Bộ dàn này thiết kế cái mặt của nó là cái mặt kiểu như meca, nhưng mà nó là kiểu như đấy, anh em có thể thấy có soi gương được nhá. Rất sang trọng luôn. Và cái nút này nó có điểm nhấn ở cái nút này, nó là tạo cái đèn vàng đây. Nhìn rất là đẹp nha anh em nhá. Đấy. Bộ này thì hàng bãi về nó không được đẹp hoàn hảo, cho nên em sẽ có giá tốt cho tất cả các bác nhé. Nếu bình thường những bộ như này thì giá rất là cao. Đấy, bởi vì bọn em nhập vào rất là cao. Tuy nhiên con này về nó hơi xấu một tí, thì em để các bác cũng giá rất là tốt thôi. Còn trước khi nói phần giá cả thì mời các bác trải nghiệm chất âm của bộ dàn. Bộ dàn này thì anh em có thể chơi qua điện thoại ở cổng AUX nhé. Nếu anh em chơi AUX thì anh em cắm ở cái cổng phía sau và anh em mở cái nắp ra ấn chữ AUX ở đây nhé. Đấy. Nhưng mà khuyến cáo anh em là với bộ dàn này anh em không nên chơi ở chế độ AUX mà anh em nên chơi ở chế độ audio. Đây hiện tại em đang test AUX nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang em test cái cổng D audio này nhá. Đấy, là cái cổng 3.5 cắm ở phía trước này. Cái cổng này nó cho ra cái chất âm hay hơn rất nhiều so với cổng AUX các bác nhá. Đấy, tất cả các cái dàn không riêng cái dàn này mà cứ cả cái dàn nào bác để ý có cái cổng D audio thì các bác chú ý là chơi cho em ở cổng D audio này nhá. Thì nó vẫn là trên 3.5 thôi, tuy nhiên thì nó ra chất âm nghe sáng tiếng hơn rất nhiều. Đấy, em sẽ chuyển ấn vào nút này nhá. Ấn vào cái nút này để chuyển sang chế độ D audio. Đây, nút ngay ở trên cái giá cắm này. Đấy. Hơi phía trước nhá, cho nó tiếng bass đánh rất là lực luôn. Sẽ test thêm một cái bản nhạc nó nhẹ nhàng hơn một tí nữa nhá. Sẽ test thêm với bác một cái bản nhạc nữa. Rồi sẽ là nhạc của nhạc vàng đi, các bác chờ em chút xíu nhá, để em tìm cái bản nhạc nó phù hợp một tí. Hôm ấy anh đi, mình với mình vừa quen, tình yêu chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi xưa sông. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ân tình mình anh nhé, sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần nhau. Biển cương không mây
sau lá rừng. Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai bước bâng khuâng, giờ vui nếp trinh nhân. Đôi lúc thì buồn nhưng rồi quen. Em từ lúc chia ly, bè bạn vắng tin về. Bộ này nghe nhạc trữ tình thì quá là hay luôn. Bây giờ thì em sẽ đi quay qua hình thức của nó cho các bác xem nhé. Đó, đấy, chỉ cho các bác một số điểm nó không đẹp. Đấy, mình cân nhắc khi mua nhé. Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là anh. Đêm nay trời núi rừng. Đây nó có xấu tí ở đây nhé. Bằng tiếng sông nửa trắng nghiêng đùi trách bóng như xe. Chết rồi đấy. Và một chút xíu cấn nhẹ góc này, một tí ở đây, một tí ở đây nữa. Đấy thôi các bác nhé. Cái căng của nó còn tương đối là đẹp. Đẹp, trắng sáng đẹp. Đầu máy còn tương đối đẹp. Đặc biệt là con này, cái đầu máy nhìn rất là đẹp, long lanh. Đây, nếu anh em chơi AUX, anh em cắm nhầm cái cổng ở phía sau rồi nhé. Còn nếu chơi DD Audio sẽ cắm cái cổng phía trước. Thì khuyến cáo anh em là chơi D Audio và em sẽ tặng các bác cái rắc 11 để các bác chơi D Audio. Còn bác nào thích chơi AUX bác mua thêm rắc nhé. Còn đặc biệt có cả hỗ trợ thêm cổng súp nữa để anh em chơi súp điện nhé. Đấy. Đây em sẽ quay qua luôn đến khu vực công suất. Con này công suất rất khỏe nhé. 85W tiêu thụ điện 85W. Đấy. Hai loa công suất là 6W trở ngang 6 ohm các bác nhé. Hai loa của nó thì thùng vách thì còn vuông vắn. Tuy nhiên thì con bên này thì nó có bị hơi nở một tí thì em đã tra keo các bác nhé. Đây, đã tra keo có vị trí nó có nở rồi. Đấy. Nói chung với màu dàn nó không thực sự là đẹp hoàn hảo thì em sẽ có giá tốt cho các bác luôn. Thậm chí là những mức giá xả bằng hoặc thấp hơn giá nhập để em bán nhanh những cái bộ dàn kiểu như này. Tổng thể thì vẫn rất là đẹp, tuy nhiên thì về chi tiết soi kỹ thì không được sự đẹp tuyệt vời đâu. Cho nên là với bộ này thì em bán giá, nói chung là giá xả thôi. Bộ này em bán với các bác với giá cực rẻ là 1.450.000. 1.450.000 cho con SV3 anh em nhé. Đó. Giá em báo thì đã bao gồm tất cả các phụ kiện đi kèm, bao gồm đổi nguồn, bao gồm dây rắc và thậm chí là bao ship luôn. Với các đơn hàng các bác mua hàng chuyển còn đủ. Còn với các đơn hàng các bác không chuyển cọc thì vui lòng cọc cho em 300. Tuy nhiên với các đơn chuyển cọc thì bên em sẽ không bao ship. Đó. Anh em có nhu cầu mua thêm bộ trên kê thì liên hệ thì em sẽ để bác mình ưu giá tốt nhất có thể nhé. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng anh em liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác. Ở phía sau các bác đây em vừa bày lên là một cái cặp loa của Panasonic các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua cặp này đẹp tuyệt vời nhé. Đấy, thiếu cái căng thì phải, hình như đang thiếu cái căng. Nếu các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Cặp này em chưa test bởi vì em chưa vệ sinh nhưng mà nó rất là sạch đẹp rồi. Mai em sẽ test cái cặp này. Cặp này thì giá dự kiến của nó sẽ rơi khoảng tầm 1.5-1.6 triệu. Cặp này công suất là 200W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, anh em có nhu cầu thì đặt luôn, thì đặt để em sẽ lau chùi vệ sinh và bán luôn cho anh em. Em đỡ phải lên video test. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Đời chính nhân mộng mơ.